Đức Dung. Nói những cầu thủ có chiều cao tốt nhất của đội tuyển nữ Việt Nam là Phạm Thị Tươi và Hải Yến có mặt trong khu vực 16m50. Thì khi mà điều đó chưa kịp nói ra thì Hải Yến đã ngay lập tức chứng minh. Một tình huống lựa chọn điểm rơi cực kỳ thông minh. Pha đánh đầu, pha bóng của một cầu thủ Thái Lan đã vô tình tạo ra một đường kiến tạo tuyệt vời để cho Hải Yến mang về bàn thắng. Có thể đó là bàn thắng vàng dành cho đội tuyển nữ Việt Nam.